Thì nhóm câu hỏi chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm và chúc cho cả 5 đội hoàn thành thật tốt như ở nhóm 1, tối đa là 20 điểm. Thưa quý vị, sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi thì các đội sẽ có 10 giây suy nghĩ và cũng trong vòng 10 giây đó bấm nút trả lời các phương án A, B, C hoặc là D mà đội mình cho là đúng nhất. Các đội lưu ý chúng ta không được bấm sau tín hiệu 10 giây kết thúc, bởi vì sau 10 giây chúng tôi sẽ không đón nhận kết quả và phần mềm tự động của chúng tôi sẽ ghi nhận kết quả và đồng loạt gửi đến tất cả quý vị kết quả của cả 5 đội khi mà tín hiệu hết giờ của 10 giây suy nghĩ. Và kính thưa quý vị, ở phần thi này thì các đội sẽ tìm hiểu các kiến thức của hòa giải viên mà cần được trang bị để ứng dụng vào thực tế, cũng như chúng ta sẽ đưa ra những luận chứng cho công tác hòa giải chúng ta càng thêm thuyết phục. Vâng, và các đội của chúng ta ở nhóm 2 đã sẵn sàng chưa ạ? Các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Và các bạn cổ động viên ơi! Vâng, rất cần những tràng pháo tay sau khi các đội trả lời đúng, cho nên các cổ động viên của chúng ta hãy cùng đồng hành nhé. Sau đây xin mời cả năm đội chúng ta lắng nghe câu hỏi và tập trung cho câu trả lời của mình. Câu hỏi số 1 của nhóm 2 có nội dung như sau. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc của hòa giải ở cơ sở? A. Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình. B. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên. C. Hòa giải trực tiếp bằng tiếng Việt. D. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Cả 5 đội đều chọn phương án C. Vâng, và xin mời đáp án của ban tổ chức. Đáp án của chúng ta là C, hòa giải trực tiếp bằng tiếng Việt. Xin chúc mừng. Kính thưa quý vị, căn cứ điều 4 của luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, nguyên tắc tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở: một, tôn trọng sự tự nguyện của các bên, không bắt buộc áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở; hai, bảo đảm phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi; ba, khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình, giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5, điều 10 của luật này; 4, tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, không xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng; 5, bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; 6, không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự. Vâng, và đó là đáp án của câu hỏi đầu tiên ở phần thi hiểu biết. Sau đây xin mời cả năm đội chúng ta sẽ qua câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau: người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án phải gửi đơn đến tòa án trong thời hạn nào sau đây kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành? A. 3 tháng. B. 6 tháng. C. 9 tháng. Và D. 12 tháng. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Kiên Giang hình như bấm rồi, có tín hiệu. Long An, Tiền Giang, Đồng Nai bấm rồi, Cần Thơ cũng bấm rồi luôn, nhưng chờ 10 giây cho tôi biết kết quả nha. Còn 1 giây và kết quả là B. Và hồi hộp đến với kết quả của ban tổ chức. Xin mời. Kết quả của chúng ta là B, 6 tháng. Căn cứ khoảng 1 điều 418 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, điều 418 đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án phải gửi đơn đến tòa án trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành. Xin chúc mừng cả năm đội của chúng ta vừa hoàn thành và trả lời đúng ở câu hỏi số 2. Còn bây giờ chúng ta sẽ chờ đón câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau: nội dung nào dưới đây là một trong các điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực? A. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên. B.
Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. C. Giao dịch dân sự phải được xác lập bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực. D. Giao dịch dân sự phải được xác lập bằng tiếng Việt. 10 giây suy nghĩ và chờ đáp án bắt đầu. Chúng tôi thấy các đội rất là tự tin. Cả 5 đội đều chọn rồi, chờ kết quả mà thôi. Và đáp án B. Cả 5 đội đều chọn phương án B. Và câu đáp án đúng là đáp án B. Xin chúc mừng. Kính thưa quý vị, căn cứ vào điều 117 của Bộ luật dân sự năm 2015, điều 117, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. 1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. B. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. C. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định. Và chúng ta chúc mừng cả 5 đội. Chúng ta sẽ bước qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp nào sau đây? A. Phá tán tài sản của con. B. Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. C. Xúi dục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. D. Tất cả các trường hợp trên. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Chúng tôi nhận thấy cả 5 đội đều có đáp án. Nhưng chờ kết quả hiện lên. Và đó là phương án D. Và đáp án đúng của chúng ta đó là D. Tất cả các trường hợp trên. Hồng Thanh hồi hộp theo từng tiếng đếm và từng nhịp của đồng hồ. Và thật sự các anh chị hòa giải viên chúng ta nghiên cứu luật rất là tuyệt vời. Xin đến với câu hỏi số 5, câu hỏi cuối cùng của phần thi này. Theo luật đất đai năm 2013, quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề không bao gồm quyền nào dưới đây? A. Quyền về lối đi. B. Cấp thoát nước, tưới nước, tiêu nước trong canh tác. C. Cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề. D. Chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Không biết rằng là câu trả lời này có câu trả lời khác hay không. Tất cả 5 đội đều có đáp án là D thưa quý vị. Và chúng ta chờ đợi câu trả lời chính xác là đáp án D. Xin chúc mừng. Như vậy là cả 5 đội của chúng ta vừa hoàn thành xong 5 câu trả lời đúng. Kính thưa quý vị, như vậy là phần thi buổi sáng chúng ta đã thành công tốt đẹp. Và chúng tôi xin mời các bạn sẽ cùng tiếp tục trở lại với hội trường này, bắt đầu vào lúc 13:30 chiều nay, cũng đến với phần thi tiểu phẩm của nhóm 2 và phần thi của nhóm 3. Xin được cảm ơn sự quan tâm đến dự của các đồng chí lãnh đạo. Và chúc quý vị sẽ có buổi trưa thật tuyệt vời tại tỉnh Tây Ninh của chúng tôi.